lũ cho chú luôn. Tiến thắng mời vào trong. Dragon City chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn ơi, thì đây, mình đã on trên máy tính ấy, cho nên là khi mà các bạn chơi trên máy tính thì các bạn sẽ không xem quảng cáo được nha mọi người nhá. Các bạn muốn xem quảng cáo như thế này thì các bạn phải lên trên điện thoại hoặc là các bạn phải lên trên giả lập thì các bạn mới quay được nhá. Mình vừa mới điểm danh xong và bây giờ quà nó mới về đó các bạn ạ. Trời đất ơi, cái video này mình quay từ tối hôm qua bởi vì là một phần là mình muốn lọc thành viên đó, một phần là mình muốn là sáng nay sau khi mà mình ngủ dậy ấy thì mình sẽ mở cái, khi mà mình úp cái clip này lên thì mình sẽ mở cái clan ra. Không biết là mình có nhớ hay không, nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ nhớ. Là đây, hiện tại là mình đã lọc xong hết rồi nhá. Đấy, có rất là nhiều anh em xin vào này, nhưng mà mình chưa cho được. Bởi vì là hiện tại mà mình cho vào nó không ổn. Bang của mình đã làm, tất cả mọi người đều làm trên 7.500 điểm rồi nhá mọi người nhá. Còn 4 tiếng nữa thì cái sự kiện là kết thúc. Cho nên là mình muốn chờ cái sự kiện nó kết thúc luôn. Sau đó là mình mới gọi là tuyển thành viên mới. Đó. Thì nói chung là cũng khá là nhiều bạn vào chê mình, chửi mình là mày thật là độc ác. Tại sao mày không cho người ta hưởng dương rồi hãng kích người ta mà tự nhiên kích người ta như thế? Thì thứ nhất là mình cũng xin lỗi mọi người, bởi vì mình là muốn sự công bằng. Đó, còn các bạn nó kêu là mình ác độc hay là ác quỷ thì mình cũng chịu thôi mọi người ơi. Nói chung là mình làm cái bang này ra với mục đích là lợi ích chung của cả bang. Mình cũng nói đi nói lại 1 tỷ lẻ 1 lần rồi. Nếu bạn nào vẫn cố gắng không hiểu thì mình cũng chịu thôi nha. Đó. Nên là những bạn nào mà vào trong cái clan của mình thì các bạn phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần là nếu như mà mọi người mà làm không đủ điểm thì các bạn sẽ bị kích, thì các bạn hãy vào. Còn nếu như mà các bạn mà vào trong cái clan của mình, các bạn chuẩn bị sẵn một cái tinh thần là vào clan của anh này ấy, nếu mà mình không làm nhiệm vụ thì mình vẫn được ở lại bú 1 dương rồi bị kích. Thì không có nha mọi người nhá. Đó, nói từ đầu sự thật mất lòng. Đó, mà rất là nhiều bạn vào rồi sau đó là khi các bạn đã làm không đủ nhiệm vụ, các bạn đã quay qua, các bạn đã chửi mình, thì mình rất là buồn các bạn ạ. Ở hôm nay thì có cái sự kiện mới. Ui, con gì đây? Cerberus Dragon các bạn ạ. Thì lâu rồi mình không có làm một cái clip review rồng, cho nên là hôm nay mình muốn là làm một cái clip review rồng chơi chơi. Không biết là các bạn có thích không? Đây, đầu tiên là mình cứ đi làm mấy cái nhiệm vụ nhẹ nhàng tình cảm đây này. Mấy cái nhiệm vụ đây cũng dễ làm ấy các bạn, cho nên là tranh thủ vào làm cũng như là kiếm thêm một ít điểm. Hôm nay thì có cái sự kiện Lead the War mới rồi. Rồi, không hiểu sao nhưng lại bị reset game này. Để mình reset cái nhá. What the heck. Chả hiểu sao nhá các bạn ơi. Dạo này cái game nó hay bị vậy lắm, cho nên là mình cũng không thắc mắc nhiều. Nói là không thắc mắc thì cũng hơi sai, nhưng mà dạo này game nó bị lắc. Có ai thấy game nó bị lắc không? Chắc là do đứt cáp hay sao đấy các bạn ạ. Hình như là dạo này đang nghe có tin là cá mập cắn cáp. Sao cứ chơi sự kiện này lại bị kích thế vậy? Cay thế nhở? Hình như là cái game này nó không muốn mình chơi cái sự kiện đấy, cho nên là thôi mình sẽ không vào cái sự kiện đấy nữa nhá. Chúng ta sẽ vào, ui, ô vẫn được hạng 9 ở cái rớt lần trước các bạn ạ. Từ hạng 4 đến hạng 10 sẽ được 5 game cũng như là hai cái này. Đấy, lần nào bắt đầu cũng hứa, cũng hẹn là cố gắng lấy được cái dương hạng nhất. Cuối cùng thì toàn hạng 8, hạng 9 thôi. May mà còn lấy được mấy cái dương này luôn đấy mọi người. Trời đất ơi. Mà thôi không sao, nếu lần này không cố gắng được thì lần sau mình sẽ cố gắng. Đời còn dài mà, đúng không mọi người? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình chinh phục thôi. Đây, cho con này vào tấn công này. Ủa, sao con Hex Vampire Dragon này nó khỏe quá vậy? Nhưng mà cũng thế thôi nha. Anh sẽ tiêu diệt chú. Chua chú cá mập ra. À quên, mình sẽ gọi là empower cho các mập nhá, bởi vì là đang có sự kiện empower đó. Và mình sẽ không nâng thẳng lên đâu. Đó, nhiều bạn ngóng chờ mà mình nâng thẳng lên luôn đấy, nhưng mà mình sẽ không nâng thẳng lên trong một lượt đó các bạn ạ. Nên là nếu bạn nào mà ngóng thì chắc là không có. Dạo này game mình ít quá, cho nên là mình phải cố gắng để dành các bạn ơi. Sắp lên được bạch kim 3 rồi. Cho làm thêm mấy cái nhiệm vụ ở đây là cho lên bạch kim 3 là đẹp. Boom, ui, 200k đam luôn. Dã man con ngan con ngỗng thực sự luôn đấy các bạn. Đúng rồi. Thành đẹp dai à. Gặp ngay Thành đẹp dai các bạn.
Thành đẹp dai này. Hình như mình có quan hệ nước hay sao ấy. Hệ nước là khắc chế con này này. Chú cá mập. Trời ơi, có 97 ca đam mà. Không sao. Trời ơi, từ từ. 828. Mình thua nó tận 10 cấp lận mà. Nhưng mà thua 300 tổ đánh thì tính ra được cũng hơi hơi nhiều ha. Mà không sao. Bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành. Bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền. Bùi tiền sẽ hết này, nhờn với chúng tôi này. Ôi, cái tên nghe hơi bựa nha. Tốn lùi. Hy vọng là anh em chơi game đừng đặt mấy cái tên như này. Rất là vô văn hóa. Gặp ngay thanh niên đặt tên vô văn hóa. Phải đánh cho một cái mới được các bạn ạ. Đánh cho cái chừa đi. Sợ bé cá sấu. Rất là bá đạo cho từng hạt gạo nha. Con này tuyệt vời quá nhở. Hệ chiến binh sẽ khác hệ đất nha các bạn. Nên là chú cá mập vẫn rất là khỏe. Mình muốn gọi là hôm nay mình sẽ review một con rồng mới. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn ở trên cái kênh chat của mình, các bạn không thích review rồng. Các bạn trên cái chat của mình, các bạn có thích review rồng hay không? Các bạn thích hay không, các bạn comment ở dưới cho em biết nha. Bởi vì là mình cũng chả biết là mọi người có thích review rồng. Các bạn thích cái content gì của Raiger City thì các bạn nói với mình để mình làm cho các bạn coi. Bởi vì là người thích cái này, người thích cái kia đấy. Nên là mình cũng không có biết các bạn ạ. Không có biết là các bạn thực sự là thích cái gì luôn á. Hay à, đừng nó đánh hai cái. Hay vậy quá à. Cấp 55, ủa. Ồ, vãi. Sao nó thua đam mình mà nó lại như vậy nhỉ? Ủa sao thua đam mình mà nó lại như vậy ta? Mày nè. Một liềm. Nhờn với chúng tôi này. Chịu khó farm nhiều cái điểm này lên một chút các bạn ạ. Đó. Chịu khó farm nhiều cái điểm này lên một chút. Ui, được thêm 10 game nữa này. Với cả điểm Divipass nữa. Khá là ngon đấy chứ. Dáng cày cái Divipass đi. Mình có cảm giác là cái đợt này á, mình kiếm Insigna hơi chậm. Mình sợ là từ giờ đến cuối mình cày không có kịp đấy các bạn ạ. Đó, sợ từ giờ đến cuối là cày không có kịp điểm. Nên là chịu khó cày một chút xíu ha. Đánh chiều thường thôi. Mình muốn cho cái con kia ra hít ké khí trời đấy các bạn. Đây này. Cho con chú cá mập ra hít ké một tí. Chú cá mập hơi yếu. Cố cho lên bạch kim 3 là ngon. Đấy, kiếm thêm mấy cái này nữa cũng ngon các bạn ạ. Cũng ngon nha. Ủa, một hit Roger. Ê, như đây là không đủ. Từ từ xem con này có chiêu gì khắc chế không. Nếu như mà chú cá mập cũng có chiêu gì khắc chế thì cho con này ra đánh tiếp nhá. Đó. Ok. Khá là xịn. Hình như là không có con nào khắc chế con mili này của nó thì phải. Cho nên là cho bé cá sấu ra. Ai à, không sao các bạn ơi. Cái gì lại đánh trước là lại ảo thật đấy. Thề chứ cay cú lũ mề ghê. Đừng có đánh trước đó nha. Rồi mày hồi sinh đi. Tao liềm mày luôn. Hơi bị cay cú rồi đó. Tăng sức mạnh. Astro hit 92 ca đam luôn. Bá đạo cho từng hạt gạo. Xịn đến từ vị trí của chú cá mập. Đó. Ui được hai cái World Token đây này. Không biết là từ giờ tới cuối tháng có đủ được cái đống World Token không nữa các bạn ạ. Mình sợ là không đủ á. Trời ơi. Nên là cứ phải tranh thủ để cày điểm một chút nhé các bạn nhé. Tranh thủ cày điểm một chút này. Con này không khắc chế đúng không? Nhưng mà cứ đánh đi. Đừng nói đánh hai cái nhá. Mày thua tao đấy. Hơn à. Nó chỉ cần hơn cái con của mình một chút xíu thôi là đánh hai cái à. Cay thế nhở. Thề nó đã nhiều cái không muốn nói đâu nhưng vẫn phải nói đấy các bạn ạ. Hơn có chút xíu đam mà lúc nào cũng được đánh hai cái. Đúng là game ưu tiên mà. Bao nhiêu lần rồi kiểu các bạn nói là cái này có tỷ lệ đúng không. Nhưng mà có tỷ lệ gì mà kỳ cục kẹo quá nhở. Khi nào cũng đánh hai cái trước ạ. Rất là đều nhá. Game này game thiên vị. Thiên vị quân địch. Trời đất ơi. Chơi game gì mà cay cú thế. Mà thôi không sao, thắng là được, thắng là được. Đó, tiếp tục vào đây này. Luyện quét. Luyện quét thì cũng được tăng nhiệm vụ cho con bé cá sấu. À bé, chú cá mập. Đấy, đọc chơi hoài vẫn quên tên chú cá mập các bạn ạ. Thật đấy chứ, buồn ghê. Trong cái lúc mà mình làm mấy cái quét này đấy thì mình vào kia để mình nhận nhiệm vụ cũng được. Nhưng mà mình sợ là hình như là cái sự kiện nó mới ra nó đang bị lỗi đấy các bạn. Nên là vào nó cứ bị disconnect trong hồi nãy. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên vào các bạn ạ. Đây này. Đó, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ở đây. Tiếp tục là nhiệm vụ thu hoạch vàng. Đó. Cứ làm mấy cái nhiệm vụ này qua lại lại nhá. Tranh thủ làm thì chúng ta sẽ có thêm nước đi. Đó, tranh thủ làm thì có thêm nước đi như này. Mình thấy khá là ngon. Đó, có nước đi như này nhá thì chúng ta sẽ claim và thu hoạch food này cho rồng ăn. Nó chỉ có một cái kiểu thế các bạn.
Các bạn cứ làm một cái vòng tuần hoàn nhiệm vụ như thế là xong. Đó, cho rồng ăn, sau đó là lại làm một cái nhiệm vụ gọi là quét battle. Đó, các bạn thấy không? Kiếm điểm ở trong đây thì thực sự nó rất là dễ luôn đấy các bạn ạ. Và nó không có bị, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Nó chỉ tăng cái số lượng quét lên thì nó sẽ hơi khó một tí, nhưng mà cuối cùng thì vẫn làm được nhé các bạn. Ừ, à đấy. Nói chung là nó ra nhiều nhiệm vụ mới lắm. Giờ các bạn mà cho cái con này farm thì cứ gọi là bá cháy bọ chét luôn. Cho chú cá mập này farm. Hôm nay chú cá mập này farm lên bạch kim 3 luôn, cho nó dư mảnh nhau một chút xíu. Đấy, để nâng lên sao cho nó dễ các bạn ạ. Cứ dư mảnh thì càng đỡ tốn op heroic. Hôm qua có bạn nhắn mình ấy kêu là anh nên gọi là nâng cái con 2 corrupted time lên. Nhưng mà mình thấy nâng cái con 2 corrupted time lên nó phí quá các bạn ơi, nên là mình không muốn nâng cái con đấy lên đâu. Con đấy là nó cũ, đời cũ rồi. Thà bây giờ nâng mấy con mới mới đi thì còn có cái để mà gọi là xài thật. Mấy con mới khi nào nó cũng ngon hơn mấy con cũ đấy. Cho nên là nếu mà bạn nào mà có thì mình khuyên là các bạn nên gọi là ưu tiên mấy con mới hơn là mấy con cũ nhá. Đấy, mình nói thật, bạn nào mà có thì có ọp dư ấy, thì các bạn cứ ưu tiên mấy con mới cho mình. Đảm bảo với các bạn là ngon hơn mấy con cũ rất là nhiều lần luôn đấy nha. Đừng chơi hoài một con mấy con cũ. Mấy con cũ tầm này nó bị out meta, không phải out meta mà là cái quy luật của mấy game này nó là như vậy. Khi nào mà các bạn ra con mới ấy, thì các bạn nên ưu tiên. Đấy, ưu tiên nâng con mới thì nó sẽ ngon hơn. Thế thôi. Chứ mấy con cũ thì cũng ngon. Nói chung là đã là gọi là heroic VIP rồi thì nó phải VIP hơn mấy con thường một chút. Nhưng mà nếu mà so sánh con heroic VIP cũ với lại heroic VIP mới thì nếu là mình nhá thì mình sẽ chọn con mới. Còn tùy người á, như bạn thấy con nào nó đẹp thì các bạn sẽ chọn thôi. Còn nếu mà so về sức mạnh thì chắc là con 2 cái Doctor Tham đánh cũng không lại nhiều con đấy các bạn ạ. Thật sự đấy, 2 cái Doctor Tham thì nó quá là cũ, quá cổ rồi các bạn ạ. Nên là tỷ lệ mà thắng được thì cũng khá là thấp. Đó, cứ làm mấy cái quest này ngon nhỉ. Làm mấy quest này được thêm điểm này, cho nên là mình tranh thủ mình làm, tranh thủ làm để kiếm thêm điểm cho con này lên được bạch kim 3 thì ngon. Cho con cá mập, chú cá mập mà lên bạch kim 3 là đẹp, là thơm nhá các bạn nhá. Siêu đẹp, siêu thơm, siêu ngon. Đó, cứ tăng sức mạnh như này. Hình như là nó chạy qua 4-5 vòng rồi đấy là nó bắt đầu nó yêu cầu các bạn ạ. Nó yêu cầu là làm hai quét, vẫn làm một cái quét này. Bắt đầu là nhiệm vụ thu hoạch vàng này 100k. Đó, từ từ thì nó sẽ bắt các bạn làm hai quét, rồi nó bắt các bạn làm 3 quét, rồi từ từ là 4 cái quét, rồi từ từ là 5 cái quét. Thế thôi, các bạn cứ làm tăng ra thời gian. Đó, bây giờ cho rồng ăn này, 45k thì mấy con 28 này ăn phát, 2 phát, 3 phát là đủ. Đó, các bạn thấy làm nhiệm vụ nó nhàn không? Đó, bây giờ bắt đầu nó bắt các bạn làm 2 quét rồi này. Đó, xong rồi từ từ nó tăng lên 3 quét. Nếu các bạn làm được sớm ấy, hoặc là các bạn có nhiều quét này thì các bạn làm cứ vậy gọi là phê luôn đấy các bạn ạ. Đó, các bạn mà có nhiều thì các bạn làm mấy cái này cứ gọi là phê luôn. Cái này thường nó cho các bạn những cái con rồng mạnh nhất rồi. Các bạn phải gọi là đổi rồng như mình như này. Đó, đổi rồng để đánh mấy con nào nó có strong á, đánh cho nó dễ. Đấy, cứ đổi rồng từ đầu nhá các bạn nhá. Rồi con này có 18, ui đánh hai cái kìa. Thề luôn đấy. Khi nào cũng là quân địch, khi nào quân địch cũng được ưu tiên đấy. Rất là hiếm ở đây, mới nói xong. Nhưng mà rất là hiếm khi mình được đánh hai cái. Con kia nhìn giống siêu nhân gao đỏ các bạn. Có ai thấy con đấy giống siêu nhân gao đỏ không? Mình thấy con đấy nó khá là giống với lại gao đỏ các bạn ạ. Ok này, vẫn rất là mạnh nha. Đó, vẫn cứ gọi là siêu mạnh. Tầm này thì mình thấy là kiếm mấy cái này cũng không ngon các bạn ạ. Kiếm mấy cái bánh kem ấy, không biết là các bạn nào đã sưu tập đủ bánh kem để làm cái habitat chưa. Mình thì cũng hơi lười sưu tập mấy cái bánh kem một chút, cho nên là chắc là đợt này mình không đủ habitat đâu các bạn ạ. Nào, chú cá mập cố lên 3 sao đi nào. Lên 3 sao là không biết là cộng bao nhiêu đấy nhỉ. Đó, cứ claim này. Rồi lại tiếp tục. Ui, hình như bây giờ nó bắt đầu làm 300 rồi đấy sao ấy các bạn ơi. Bắt đầu bắt làm 300 rồi sao ấy. Rồi. Bắt đầu bắt làm 3 cái quest thì nhầm. Cho rồng ăn 55.000 này. Đấy, càng ngày nó càng bắt nâng lên thế thôi các bạn. Đó. Càng ngày càng nâng lên, làm càng nhiều các bạn nâng lên đấy. Bắt đầu vẫn win quest 2. Mày quá. Cứ tranh thủ làm ấy nhá. Bạn nào mà chưa có thì các bạn chịu khó, các bạn tranh thủ các bạn làm, không có thiệt đâu. Đi mấy cái này thì các bạn cũng kiếm được thêm khá là nhiều thứ hay ấy. Cho nên là làm được bao nhiêu cứ làm. Nó cũng không có mất nhiều thời gian đấy mọi người. Không mất nhiều thời gian của chúng ta, cho nên là chúng ta làm một cách rất là thoải mái. Đó,
cực kỳ là thoải mái luôn. Ok. Boom. Nhờn nè. Hết rồi đấy, bắt đầu hết làm được đấy. Hết tiền làm nhiệm vụ rồi các bạn. Đó, bắt đầu mấy cái này là hết rồi. Thì chắc là mình sẽ cho bé cá, cho chú cá mập lên sao nhá. Trước khi cho chú cá mập lên sao thì mình sẽ bắt ma. Hôm qua mình cũng nghĩ là mình sẽ cho chú cá mập lên sao, xong một hồi cái mình lại bị quên mất. Trời đất ơi, cái tính hay quên các bạn ơi. Bắt ma là nhanh thôi. Mình nghĩ là cái sự kiện bắt ma này nó không có ngon các bạn ơi. Trừ khi các bạn bắt được con ma luôn ấy, hoặc là các bạn nhặt được pick thì nó ngon. Chứ các bạn nhìn này, cái dương này từ năm 10, 15, 20 mới có. Mà đâu phải là cứ tới màn đấy là các bạn sẽ bắt được con ma đâu. À nhầm, bắt dính con ma luôn mà thôi, bỏ nhá. Tới cái sự kiện bắt ma này mình sẽ bỏ này. Còn cái bang hội này thì chắc là không biết là bao giờ, chắc là tối nay mình livestream tí nhỉ. Tối nay mình livestream một tí. À mà hôm nay là sinh nhật của Uyên đó. Chắc là ngày mai mình livestream mình tuyển người quá các bạn. Chắc là ngày mai mình livestream mình tuyển người quá. Mình cũng đắn đo suy nghĩ ngẫm lắm các bạn ạ. Không biết như nào đây. Thu hoạch cái giống này đã. Đây có dòng mới Phantom rồi này. Con Phantom này nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Nó như kiểu là cái dạng linh hồn đấy. Nhưng mà nói thôi chứ nó giống con vua đi ẩn các bạn, phải không ta? Nó hồi máu đúng không? Nó Berserker nhưng mà dạng hồi máu đúng không nhỉ? Nếu như mình nhớ không nhầm. Rồi và chắc là mình sẽ bây giờ thì mình sẽ vào mình nâng cấp cho cái con chú cá mập lên nhé mọi người. Đây, vào Empower đang có sự kiện đấy, cho nên là tranh thủ đấy các bạn. Bè. À. Ủa nó đọc như nào nhỉ? Đọc là gọi là hê hai. Đây, hai. Nó tên là, nó đâu rồi nhỉ? Tự nhiên mình lại bị quên tên cái con Berserker ạ. Vãi lều. Ủa? Empower. Ô xong, từ từ. Mình tìm ở H này, như nó không phải là hai. Đây. Ok. Hết sự kiện Empower rồi hay gì? Thôi xong các bạn ơi. Hết sự kiện Empower rồi. Bó tay. Trời ơi, hồi sáng có thì lại bỏ qua. Giờ đến buổi chiều thì nó hết. Cay thế nhỉ? Ủa, nó mới ra cái sự kiện Summon. Ủa, mình chỉ có Summon. Thế mà hôm qua mọi người kêu mình là có Empower. Mình tưởng là có Empower. Nhưng mà chưa có các bạn ơi. Thế nó mới đau chứ. Nhưng không sao, để xem nào. Trong đây có gì để mở không? Ủa, mấy cái, đây, nhiệm vụ này, được 20 chưa? Rồi, vẫn có cái dương này các bạn ơi. Mở cái dương tiền sử. Nhưng mà trước tiên thì vào mở cái này nào. 31/22. Xin mời Isigna đi. Trời ơi, ra trái cây thể. Ghét trái cây vãi. Đây, mở cái này. Cái này cũng không ngon lắm các bạn ạ. Ô, nó cho con rồng luôn này. Vãi. Con rồng này để làm cái sự kiện gì ấy các bạn nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Có nhiều thứ mà mình không biết lắm. Đây, cái dương xem quảng cáo rồi mới được có 4 cái ạ. Mình nghĩ là tháng này mình không đủ đó các bạn ơi. Thề luôn đấy, từ cái lúc mà nó bắt mình phải lên giản lập mình xem là mình lười lên ghê á. Cay vẽ trưởng. Đây, collect totem đây. Mình sẽ mở cái dương này ra xem nó là cái gì nha. Cái này chủ yếu là cái quả trứng đó các bạn ạ. Quả trứng rồng huyền thoại tiền sử thôi. Đây này, giới thiệu với anh em. Quả trứng rồng tiền sử. Cái này thì tỷ lệ mở ra con Heric hoặc con Mythic đúng không? Đúng rồi. Đấy. Quả trứng rồng tiền sử này nhá. Khả năng là các bạn sẽ mở ra được một con rồng Heric hoặc một con rồng Mythical hoặc là một con rồng Legend. Tùy vào nhân phẩm. Và mình sẽ mở ra con gì đây? Trời ơi. Con rồng Mythic. Thôi. Ít nhất thì cũng mở ra con rồng Mythic. Còn hơn là mở ra con rồng Legend các bạn ạ. Cũng đỡ. Ngon. Con này thì Suoku này cũng hơi vỡ alo các bạn. Con này là ở giữa thôi. Tỷ lệ mở ra con rồng ở giữa cũng ngon các bạn ạ. Không tệ, không tệ. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.